Ông Zelensky tuyên bố nền độc lập Ukraine sẽ không vỡ từ bên trong như đã xảy ra nhiều lần. Ukraine có thể sẽ nhận được đến 30 tổ hợp pháo phản lực, tên lửa của phương Tây. Chỉ huy Ukraine nói sau khi dùng HIMARS tấn công, đợt pháo kích của Nga đã giảm 10 lần. Người Chechnya đang chiến đấu cho cả hai phía trong cuộc chiến ở Ukraine. Sau chiến dịch lôi đình, đường Sơn, Trung Quốc lại xuất hiện vụ đánh người tập thể, lại có phụ nữ nằm dưới đất. Phương Anh xin kính chào quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết tin thế giới trưa ngày 25 tháng 7 của DKN TV. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước người dân Ukraine sau kết quả của ngày thứ 151 cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại đất nước này Ông Zelensky nhắc nhở rằng vào tuần tới, vào ngày 28 tháng 7, lần đầu tiên Ukraine sẽ kỷ niệm ngày thành lập nhà nước Ukraine, một ngày cần khẳng định sự kết nối của những người Ukraine hiện đại với nhiều thế hệ trước. Ông nói, hơn 1.000 năm kinh nghiệm xây dựng nhà nước của người Ukraine, văn hóa của chúng tôi, bản sắc của chúng tôi, tính cách Ukraine, Giờ đây, trong rất nhiều chiến công của những người lính của chúng tôi, trước sự khôn ngoan của nhân dân chúng tôi trong các trận chiến, thậm chí chỉ đơn giản trong cuộc trò chuyện của những người dân Ukraine bình thường, chúng ta có thể thấy những tấm gương về lòng dũng cảm, thái độ sống của Ukraine. Nguyên thủ quốc gia kêu gọi người dân Ukraine giữ gìn sự đoàn kết và cùng nhau nỗ lực vì chiến thắng. Người Ukraine sẽ không bao giờ từ bỏ nền độc lập của mình, và nó sẽ không vỡ từ bên trong như đã xảy ra nhiều lần. Không phải lúc này, Do đó, chúng tôi không thư giãn và như mọi ngày trong năm tháng vừa qua, chúng tôi đang làm mọi thứ để gây ra tổn thất lớn nhất có thể cho kẻ thù và thu thập sự hỗ trợ lớn nhất có thể cho Ukraine, ông nói thêm. Tuần trước, ông Zelensky cho biết sẽ có sự thúc đẩy hơn nữa các vị trí của Ukraine ở tuyến đầu, trong ngoại giao, trong kinh tế. Vào ngày 24 tháng 8 năm 2021, Tổng thống Zelensky đã ký xác lệnh về việc kỷ niệm ngày thành lập nhà nước Ukraine. Ngày lễ sẽ được tổ chức vào ngày lễ rửa tội của Kivan Rus Ukraina. Zelensky cũng đề xuất biến ngày này thành ngày nghỉ lễ. Ngày 23 tháng 7, ông Adam Smith, chủ tịch Ủy ban Lực lượng Vũ trang của Hạ viện Mỹ cho biết, Mỹ và các đồng minh phương Tây dự định cung cấp thêm cho Ukraina từ 25 đến 30 tổ hợp pháo phản lực tên lửa Ông Smith cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Radio Liberty, dự kiến này bao gồm cả hệ thống pháo phản lực tên lửa cơ động cao HIMARS và hệ thống pháo phản lực tên lửa hạng nặng MLRS của Anh và một số quốc gia khác. Chủ tịch ủy ban nói rằng số lượng vũ khí này thấp hơn những gì ký íp yêu cầu, nhưng bảo đảm rằng Mỹ và các đối tác sẽ cung cấp thật nhiều pháo và tên lửa cho những hệ thống này. Chủ tịch Smith đưa ra thông báo trên sau chuyến thăm của ông cùng các quan chức khác của Quốc hội Mỹ đến Kyiv vào tuần trước. Ngày 24 tháng 7, Andrei Yemak, tham mưu trưởng của ông Zelensky, nói rằng việc cung cấp đạn dược đầy đủ cho phó phản lực MLRS phương Tây là chìa khóa để sử dụng hiệu quả các bệ phóng trên các khu vực khác nhau của chiến trường. Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky, phái đoàn Mỹ ra tuyên bố cam kết tiếp tục tìm cách hỗ trợ Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine một cách hiệu quả nhất có thể. Trước cuộc họp, Tổng thống Ukraine đã viết trên Telegram rằng quốc gia này đặc biệt cần hệ thống pháo phản lực tên lửa HIMARS, đạn pháo và các phương tiện bay không người lái. Tính đến ngày 22 tháng 7, Mỹ đã cung cấp 16 hệ thống pháo phản lực tên lửa HIMARS cho Ukraine. Tổng viện trợ an ninh cho Kyiv kể từ khi Nga tiến hành cuộc tấn công vào cuối tháng 2 lên tới 7,6 tỷ đô la Mỹ. Thành viên tiểu đoàn Ukraine hôm Chủ nhật 24 tháng 7 đã nói về tính hiệu quả của hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS mà Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại các lực lượng Nga. Bodan Dmitruk, chỉ huy lữ đoàn cơ giới 93 của Ukraine, nói với tờ Washington Post rằng sau khi sử dụng HIMARS để tấn công kho đạn của Nga, các đợt pháo kích của Nga đã giảm 10 lần, ông cho biết. Chúng tôi có khoảng một người bị chấn động mỗi tuần, trước khi dùng HIMARS tấn công, khoảng 2 đến 3 người bị chấn động vì cường độ pháo kích. Ông Dmitryuk nói thêm rằng cuộc tấn công vào kho đạn của Nga đã buộc quân đội Moscow phải tiết kiệm đạn dược. Hôm thứ Sáu, 22 tháng 7, Hoa Kỳ cho biết họ sẽ cung cấp thêm 4 hệ thống HIMARS cho Ukraine, nâng tổng số pháo HIMARS mà Washington cung cấp cho Kyiv là 16. Nhưng các quan chức Ukraine nói rằng họ cần ít nhất 100 hệ thống HIMARS để chống lại Nga một cách hiệu quả. Trong khi đó, Nga tuyên bố đã phá hủy bốn hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, Kirillo Budanov, giám đốc tình báo quân đội Ukraine, nói với tờ Post rằng họ không mất một hệ thống HIMARS nào, bất chấp những gì người Nga đã tuyên bố. Hôm thứ bảy, tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Mark Herling viết trên Twitter: HIMARS là nhân tố đã thay đổi cuộc chơi trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Trong khi đó, nhà phân tích quân sự Michael Kaufman tại CNA có trụ sở tại Virginia cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài châu Âu tự do được công bố hôm thứ Bảy rằng HIMARS sẽ đặt ra một vấn đề lớn cho Nga trên chiến trường. Một trong những chủ đề thú vị nhất của cuộc chiến ở Ukraine là sự tham gia của người Chechnya và họ đang chiến đấu trên cả hai mặt trận kênh của Ba Lan đã có bài tường thuật cuộc nói chuyện của các chuyên gia về sự tham gia của cái gọi là Kadyrovsky trong cuộc chiến ở Ukraine. Kadyrovsky hay quân Chechnya là đội quân của Ramzan Kadyrov, người đứng đầu chính phủ Chechnya thân Nga. Kadyrov là một lãnh chúa đã biến các nước Cộng hòa độc tài toàn trị do ông ta kiểm soát thành đồng minh thân cận của ông Putin. Đổi lại lòng trung thành tuyệt đối với Vladimir Putin, Kadyrov được trao cho một tay tự do và quyền lực hầu như không giới hạn trong đất nước của mình người Nga thưởng cho lòng trung thành của ông ta bằng nguồn tiền, một mặt giúp ông có thể xây dựng lại thủ đô của Chechnya, Grozny, nơi đã bị phá hủy trong cuộc chiến với người Nga, nhưng đồng thời khiến chính Kadyrov, gia tộc của ông và những pháp quan trung thành của mình thành những triệu phú. Một nước Cộng hòa từ một cơn ác mộng Chechnya nổi tiếng với việc các đối thủ của Kadyrov, chẳng hạn như những người đồng tính, thường biến mất không dấu vết và tay sai của Kadyrov sát hại đối thủ của họ không chỉ ở Chechnya, mà còn ở Moscow, Vienna hay Dubai. Điều quan trọng là các cuộc tấn công đã giết chết người Chechnya. Vào thời điểm họ chết, họ đang đứng về phía Nga và thậm chí trực tiếp phục vụ nước này. Ví dụ, trong trường hợp vụ tấn công ở Dubai, nơi Yamadaev Yamadayev, cựu chỉ huy tiểu đoàn phía Đông, người đã chiến đấu bên phía Nga trong cuộc chiến với Georgia, bị sát hại, Nhà chức trách các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã buộc tội lãnh đạo Duma quốc gia nga cựu phó thủ tướng Chechnya Adam Dlimkhanov. Tuy nhiên số tiền khổng lồ có một tác dụng phụ như trong cuộc chiến ở Ukraine không chỉ làm mất tinh thần của các binh sĩ Chechnya bình thường mà cả những người bị buộc phải làm lính. Đội quân không thiện chiến. Vào đầu cuộc chiến với Ukraine, người nga đã tung quân Chechnya đến chiến đấu gần Kyiv. Tuy nhiên, kiểu khủng bố dân thường, vốn là đặc sản của Karirovsky, lại là một kiểu hoạt động khác với chiến đấu với quân đội chính quy. Một trong những đơn vị phụ của Chechnya đã được chỉ huy một cách thiếu suy nghĩ đến mức nó đã bị tàn sát bởi người Ukraine ở Hostomen phía bắc Kyiv. Quân Chechnya do Delim chỉ huy cũng tham gia giao tranh ở Mariupol. Nó nhanh chóng chỉ ra rằng giá trị chiến đấu của họ cũng không đáng kể. Kadyrovsky thường được gọi là đội quân TikTok vì họ tạo ấn tượng rằng họ muốn thể hiện một phong cách cụ thể từ sự kết hợp của các bộ phim như Rambo, A-Team, một loạt phim về gangster kiểu Mỹ trong các video âm nhạc từ đầu những năm 90. Sự yếu kém của lực lượng Kadyrovsky khiến các nhà phân tích nghiêm túc lo ngại rằng điều này sẽ trở thành động cơ cho các đối thủ của Kadyrov và Nga tiếp tục chiến đấu ở chính Chechnya. Ngoài ra, phương Tây nên xem xét nghiêm túc khả năng có giao tranh ở Kafkaz, tức là trang bị cho quân du kích chống Nga ở các nước Cộng hòa Kafkaz và dẫn đến việc nối lại chiến tranh ở vùng sâu vùng xa của Nga. Điều này sẽ buộc Moscow phải chuyển giao ít nhất một số lực lượng của họ từ Ukraine đến Kafkaz. Cần phải nhấn mạnh rằng, nguy cơ này là kết quả của các hành động của chính Nga. Nước đã cố gắng biến cuộc chiến ở Chechnya từ một cuộc giải phóng dân tộc thành một cuộc chiến tôn giáo. Người Chechnya càng trở thành chiến binh thánh chiến, họ càng ít tìm được thiện cảm trên thế giới và cơ hội chiến thắng của Nga càng lớn. Tuy nhiên, một tác dụng phụ là thực tế một số người Chechnya yêu nước đã thực sự gia nhập hàng ngũ các tổ chức khủng bố, mặc dù cần phải nói thêm rằng rất có thể cũng có rất nhiều điệp viên Nga trong số đó. Người Nga sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Chechnya, trong khi vẫn ủng hộ các phong trào thánh chiến, đã đồng thời đạt được 3 mục tiêu. Đầu tiên, họ làm tăng cơ hội chiến thắng của tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến Syria. Trong đó ông Assad thấy dễ dàng đánh bại những kẻ khủng bố tâm thần hơn là những kẻ hồi giáo ôn hòa. Thứ hai, họ gây bất ổn cho Iraq vốn là đồng minh của Hoa Kỳ và thứ ba, họ đã loại bỏ những người Chechnya không chấp nhận sự cai trị của Gaddafi. Một câu hỏi đáng được đặt ra là liệu những người sống sót sau cuộc chiến ở Syria có nên được trở về Nga hay không? Và liệu người Chechnya ôn hòa đang chiến đấu ở Ukraine ngày nay có muốn tham gia cùng họ hay không? Người Chechnya đang chiến đấu trong cuộc chiến ở Ukraine không chỉ đứng về phía Nga. Theo trang web của trung tâm Kavkaz liên quan đến những người Chechnya chống Nga, khoảng 500 người Chechnya đang chiến đấu bên phía Ukraine. Những người Chechnya chiến đấu bên phía Ukraine không chỉ bởi vì cuộc chiến hiện tại là cơ hội để chống lại người Nga một lần nữa. Đã có một số người Ukraine tham gia cả hai cuộc chiến Chechnya, chẳng hạn như huyền thoại Alexander Muzisko. Việc người Chechnya tham gia vào cuộc chiến với Nga là một kiểu trả nợ danh dự. Người Chechnya ủng hộ Ukraine đang chiến đấu trong hai tiểu đoàn, Tiểu đoàn đầu tiên được đặt theo tên của tiểu đoàn Doka Dudayev, tổng thống đầu tiên của Chechnya bị người Nga giết năm 1996, được thành lập vào năm 2014 trong số những người Chechnya di cư ở Đan Mạch. Đơn vị thứ hai của người Chechnya là một tiểu đoàn được đặt theo tên của CX Manser, một thủ lĩnh người Chechnya đã chiến đấu chống lại người Nga vào thế kỷ 18 và chết trong pháo đài Slisselburg sau khi bị bắt. Đơn vị này cũng từng tham chiến trong chiến tranh vào năm 2014-2015 và ở khu vực Mariupol khi chưa bị người Nga chiếm được. Tiểu đoàn Seif Mansour phát sinh do xung đột giữa các chỉ huy Chechnya. Lý do của sự chia rẽ ngoài những bất đồng cá nhân còn do vấn đề ý thức hệ. Tiểu đoàn này được coi là ôn hòa hơn và chỉ huy thứ hai nói trên của nó, Adam Osmayev, nổi tiếng là luôn cạo chọc đầu, điều hiếm thấy ở người Chechnya và không thể có ở những người theo chủ nghĩa Salah điều đáng nhấn mạnh là hầu hết các sĩ quan và binh sĩ của cả hai tiểu đoàn vẫn là công dân của nga. Điều này có nghĩa là nếu họ bị bắt bởi người nga, họ không thể được áp dụng biện pháp trao đổi tù binh. Họ có thể bị giam cầm và trong trường hợp đó họ sẽ rất dễ bị tra tấn và khả năng cao là cả cái chết. Vì lý do này chính quyền quân sự ukraine vào năm 2022 đã rút các đơn vị chechnya khỏi mariupol. Do đó cả hai tiểu đoàn chủ yếu tham gia giao tranh gần kíp người Ukraine rất cẩn thận với tất cả những người nước ngoài muốn chiến đấu ở bên phía họ. Theo quan điểm của Kyiv, điều tối quan trọng là phải sàng lọc tất cả những ai, cho dù vì mối quan hệ gián điệp của họ với Nga, vì ngu ngốc hay cuồng tín quá mức, có thể phạm tội ác chiến tranh hoặc tiết lộ vị trí của quân đội Ukraine. Điều đáng nhấn mạnh là người Ukraine xác minh tất cả các tình nguyện viên một cách rất kỹ lưỡng. Vào tối ngày 22 tháng 7, một vụ đánh đập tàn bạo lại lặp lại ở gần ga Đông Phương, Quảng Trường Bắc, Tuân Hóa, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Đến nay, cảnh sát cho biết có khoảng hơn 9 nghi phạm góp mặt trong vụ đánh đập này. Các báo cáo chính thức từ chính quyền Trung Quốc nói rằng có hai nhóm người đã đánh nhau và 5 người bị thương. Cư dân mạng đại lục đã đặt câu hỏi về cái gọi là chiến dịch lôi đình, được cho là nhằm quét sạch xã hội đen và ổn định trật tự xã hội của cảnh sát Đường Sơn, mới được triển khai gần đây sau vụ bốn người phụ nữ bị đánh đập dã man ở nhà hàng thịt nướng Đường Sơn. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của chính quyền Bắc Kinh, vào khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 7, đã xảy ra một vụ đánh nhau gần ga phía Bắc Đông Phương. Sau khi điều tra, một người họ Vương và 5 người khác đang ăn tối, khi đứng dậy Vương đã đụng phải người bà bên cạnh là họ Lý. Năm người cùng bàn trong đó có Vương và bốn người bàn bên cạnh trong đó có Lý đã xảy ra một trận xô xát, cãi vã, sự việc lên thành cao trào hai bên xảy ra cuộc giao tranh đánh lộn, khiến 5 người trong đó có 3 nam, hai nữ bị thương ở các mức độ khác nhau. Hiện tại, 8 nghi phạm bao gồm Vương đã bị chính quyền địa phương đưa đi, còn một người trong số họ đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Sự việc xảy ra vào tối ngày 22 tháng 7, đến ngày 23 chính quyền địa phương đưa ra thông báo chính thức về vụ việc. Chính quyền địa phương không cho biết đó là nhà hàng gì. Cư dân mạng đồn đoán rằng có thể đây lại là một nhà hàng thịt nướng. Cách đây một tháng rưỡi, vụ việc tương tự ở Đường Sơn cũng gây xôn xao cộng đồng. Vụ việc trước còn chưa lắng xuống thì bây giờ lại tiếp nối vụ việc này. Tuy nhiên, lúc đầu các quan chức địa phương cho biết hai bên ban đầu chỉ nói chuyện với nhau, sau đó nói rằng đây là xung đột thể chất giữa họ đánh nhau ở Đường Sơn đứng đầu danh sách tìm kiếm hot trên ứng dụng Weibo. Cư dân mạng tức giận vì Đường Sơn vừa được trải nghiệm cái gọi là chiến dịch lôi đình nhắm tới các thế lực xã hội đen. Nhưng chớ chiêu thay, thành phố này lại một lần nữa thu hút sự chú ý vì sự kiện tương tự rúng động trên mạng xã hội. Sao Hốp đã tổng hợp một số bình luận của cư dân mạng. Ở đây không đơn giản là việc đánh lộn giữa người với người, mà nó còn nói lên một chính quyền đang đi đến sự hủ bại, dẫn đến dân tình mới trở nên tự tung tự tác, đánh lộn không hề mang đến pháp luật. Có người tố cáo rằng, chiến dịch lôi đình của Đường Sơn đã đóng băng hàng trăm tài khoản nhằm bịt miệng những người dám đứng lên tố giác. Chính quyền đã chọn cách khóa tài khoản nhằm bảo vệ những nhà cầm quyền cùng những chiếc ô bảo vệ ở Đường Sơn. Cách này thật sự hiệu quả. Bên cạnh thông tin về vụ đánh nhau này, lại có một đoạn video được cư dân mạng đăng tải về một vụ ẩu đả cũng được cho là xảy ra ở đường Sơn. Trong video, hai người phụ nữ đang nằm trên mặt đất, một người nằm bất động, người còn lại vùng tay, một nhóm người đứng xung quanh xem. Phía cảnh sát không công bố đoạn video giám sát hiện trường nên cộng đồng không thể biết được chân tướng của vụ việc lần này. Cư dân mạng giận dữ tố cáo chính quyền của Đường Sơn, họ cho rằng cảnh sát có liên quan với thế lực ngầm, thậm chí cảnh sát và bọn cướp có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Sự kiện Đường Sơn đứng đầu danh sách tìm kiếm thịnh hành với hơn 10.000 bình luận, nhưng nó đã bị xóa ngay lập tức, chỉ để lại một số bình luận được chọn. Người dân Trung Quốc bức xúc bình luận Nó đã nằm trên hot search, hơn 300.000 lượt thích, vì vậy tôi làm mới, refresh nó và mục tiêu đã đen ngay lập tức thế lực đứng đằng sau không hề đơn giản, vượt xa lực lượng của tỉnh. Tại sao Đường Sơn lại nằm ngoài vòng pháp luật như vậy? Điều khiến tôi bị sốc là trong phần bình luận có ý kiến cho rằng không có chuyện đánh nhau nào cả, vậy là không có đánh nhau đúng không? Thật kinh tởm. Sự việc đánh nhau ở gần ga Đông Phương này lại một lần nữa khơi dậy sự chú ý của dư luận về vụ việc mới đây xảy ra ở Đường Sơn. Có thể cho chúng tôi biết thông tin về bốn cô gái không? Cảm thấy như họ biến mất không để lại một chút dấu vết gì. Thành thật mà nói, đánh nhau thì xảy ra ở khắp mọi nơi, nhưng khi nói đến Đường Sơn, nói nhạy cảm hơn, vì không có tin tức nào về những gì đã xảy ra với người phụ nữ bị đánh ở Đường Sơn. Câu hỏi ngay lập tức được hàng trăm, nghìn người dùng mạng quan tâm bình luận, nhưng chúng nhanh chóng bị xóa. Thưa quý vị, mục tin Thế giới trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Shipchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.